<laughs> liên minh huyền thoại thì có ra xua còn ngọc rồng chúng ta thì có tham rẻ các bác ạ phải nói rằng em có bao giờ làm event đâu mình xin nhắc lại một lần cuối ở trên kênh youtube của mình mình không bao giờ làm event cho hoặc ở trên fanpage và fanpage duy nhất của mình để ở dưới phần mô tả cùng với lại facebook và group cùng chơi ngọc rồng online của mình đấy mình xin nhắc lại là như vậy những ai mà đang làm đang làm event cho ạ cho nick sơ sinh có đây tử làm ơn chửi nó giùm mình tố cáo nó giùm mình mình không bao giờ làm event cho ạ nên nhớ là như vậy cứ thấy event cho ạ chia sẻ mấy thanh nghĩ sao vậy làm ơn đồng não dùng con một tí đi được không đấy thật rất là bực mình luôn thì hôm nay mình sẽ làm cái clip đó chính là mình sẽ đập một cái găng vàng sẽ lướt từ cấp 5 lên cấp 7 Đấy. Thực sự là rất là ức chế về cái chuyện đó là giả màu là mấy ven mà anh em liên tục chia sẻ Giả màu là mấy ven cho ạ mà anh em liên tục chia sẻ Mà trong khi mình đâu bao giờ là mấy ven đâu Ok, rồi rồi quay trở lại câu chuyện chính đi Đó là hôm nay mình mình sẽ làm đó là nâng cấp găng từ cấp 5 lên cấp 7 nha anh, anh em Bằng thái canh tím Ok, thì uh, bây giờ uh, mặc dù găng thần ra rất là nhiều rồi Nhưng mà thằng thằng này nó vẫn không quan tâm và nhờ mình đập găng lên cấp 7 Ok Thì mình sẽ đập cái găng của nó lên cấp 7 Hiện tại đang là cấp 5 rồi Nó đầu tư cho mình 500 viên tất Đây là 100 viên tất đầu tiên Bây giờ chúng ta sẽ tiền hóa cái găng này lên cấp 6 trước Đây là cái găng không xịt nha Găng và dây lột cấp 7 không xịt là 4187 Thì cái găng này bây giờ mình sẽ nâng lên cấp 6 trước Xong đó thì nâng lên cấp 7 nha bà con Thì nói chung là găng thần rát rất nhiều Nhưng mà không quan tâm Ôi trời ơi hết đá rồi ok Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lấy đá để uh, tiếp bà con Nói chung là găng thần ra thì thằng em nó vẫn không quan tâm Làm một cặp vàng dây lốt là được rồi Đấy rất là phê lòi Ok mình sẽ đi lấy lấy đá cái đá Nó đầu tư 500 viên tất mà không biết ăn thua gì không anh em Dạo này sao mình số mình nhỏ nhỏ hay Hy vọng hôm nay hiên tí Đập cái găng này lên cấp 6 em nè, Găng vàng dây lốt không xịt cấp 5 này 3461 rồi tiếp tục nào 100 viên thay canh tìm tiếp theo 100 viên đã ra đi rồi Nó đầu tư 500 viên không biết có lên nổi không đây Đấy thì nói chung là cái găng thần Nam X là găng thần xây ra thì chủ yếu là Anh em chuyển hóa với lại găng cấp 6 Cấp 7 nên là không đập được Nên là mình sẽ làm một clip đập găng vàng Từ cấp 5 đến cấp 7 cho anh em thấy được Sức mạnh của lăng Masia Đấy không xịt luôn Đập lên cấp 7 không xịt luôn Để cho anh em thấy được sức mạnh Đấy tiếp tục nào. lên nào bà ơi Lên nào bà mít xinh đẹp và dễ thương nhất Trần gian này ui rồi ơi Hết đá rồi Ôi ừ, hết đá đấy à rồi mới đó mà thêm trăm viên nữa rồi đầu tư mỗi 500 viên ở hết rồi để mình đi lấy đá tiếp nha bà con hết đá đây, này, hết đá này để mình đi lấy đá tiếp không biết hôm nay bà mình có thương tình mình không đây ok đá chuyện đủ tắt rồi giờ dứt lên thôi rất là run luôn nói chung là mỗi lần dứt găng như thế này thường rất là run tại vì đầu tư 500 viên mà không lên thì mình thấy ngại giá tất rất là mắc luôn 500 viên thì cũng độ tới là 200 triệu vàng rồi nên là rất là chát chua đấy lên nào bà con ơi rồi ơi căng thẳng vãi cứt ra mình mà ức chế mình đập mới ghê anh mình mà ức chế cờ gấu xây ra đập còn ghen gấu xây ra mà mình chỉ đập găng thôi chưa đập sao ba lê thực sự là mình chưa bao giờ đập lên thật luôn đập cỡ bục ba bốn sao thì còn lên được chứ đập tầm năm sao không 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 ngán lắm anh ạ rất là ngán luôn đấy thì nói chung là toàn xem người ta đập thôi ok bây giờ mình thì mình sẽ qua dứt hết cái số tất chỗ này luôn mình có lên nổi không đây 300 viên tất rồi nhưng mà không ăn thua trời ơi chó rất tè le kìa cún gấu gấu gì rất tè le kìa Trời ơi gấu gấu gì rớt tè le hột me hết mà Ok Dực lên luôn này bà con ơi Lên rồi lên rồi kìa Ôi trời ơi Không ăn thua à Mình nghĩ là không ăn thua Thôi đi lấy tắt tiếp vậy Tiếp tục chuyển tắt qua khô máu Đéo ăn thua luật còn một viên tắt rồi Vách núi Mori đen quá các bác ơi Em đành phải chuyển qua siêu thị vậy bạn mình bên siêu thị biết đâu được Rộng lượng cho lên thì sao này Lên đi nào 720k vàng Lên nào em yêu Ôi trời ơi, vỡ mồm vỡ mồm Không ăn thua các bác không ăn thua Thôi tiếp nào Mà em cay lắm đấy Em mà cay em đập kinh lắm Em mà cay nó thật em khô máu luôn Chứ em đéo suy nghĩ làm gì Em nói thật với các bác luôn Em mà cay là em khô máu luôn Đéo suy nghĩ và đéo cần nói gì vậy Nói thêm hai từ nào cả Chơi nào lên nào lên đi nào Ui giời ơi không ăn thua Vỡ mồm 720k vàng không ăn thua luôn Lên rồi lên rồi Oh, my god Lên rồi phê lời Cập sau rồi tuyệt vời ông mặt trời Đúng là không còn gì vui hơn Không còn cảm xúc gì vui hơn nữa Lên rồi cấp 6 rồi Tuyệt vời Đúng là không còn cảm giác gì phê lời hơn nữa Tuyệt vời Được Rồi cuối cùng thì đã cấp 6 Ok bây giờ thì mình sẽ dứt lên cấp 7 luôn Đang vui đây Cấp 7 thì nói chung là 840 với là 3% Lên cấp 7 là 4187 không xịt Ok bây giờ mình sẽ dứt lên cấp 7 luôn nha bà con một số anh em đang nghĩ chắc là mình sẽ đập từ cấp 6 lên cấp 7 là băng thái canh tím à. <laughs> Xin lỗi anh em đi Đập từ cấp 6 lên cấp 7 và băng thái canh tím nó tụt xuống cấp 5 ngay Lại phải đập lên cấp 6 mệt lắm Tỷ lệ chỉ có 3% thôi Như vậy là cả trăm phát mới lên trả đùa đâu Mình nói thật cả trăm phát nó còn không lên ok Thì bây giờ mình sẽ gọi rồng găng tay đang mang lên một cấp Là coi như là lên cấp 7 luôn Đấy Thì nói chung là một cái găng mà từ cấp 1 đến cấp 7 nó tiêu tốn tầm 3 bộ 1 sao cùng với lại tầm 1000 viên tất thôi anh em. Đen đen thì 1.000 viên tất Còn không đen thì tầm 500 viên tất là đủ rồi Ok Thì bây giờ mình sẽ ước cái găng tay này đang mang lên một cấp là xong Như vậy là thằng em này không quan tâm găng thần gì cả Cái mẹ nó Cứ làm một cái găng cấp 7 Găng vàng giai cấp 7 Mai mốt mà được găng thần thì hợp thể lại trợ luôn Ok Như vậy là cái hạt này đã đủ một cặp găng vàng giai cấp 7 Mát đẹp luôn Ok Cảm ơn bạn VIP ghê nhóc đã đầu tư clip này cho mình Quá tuyệt vời Đấy thì anh em nào mà đập găng thần lên cấp 7 tính vậy thôi Mất 3 bộ 1 sao với lại vài trăm viên tất Tùy độ Ok một lần nữa cả mọi người rất là nhiều Chúc mọi người chơi game vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc Ok, bye anh em nha Găng vàng cấp 7, 12 trăm sức đánh Quá đẹp luôn